Maria.
xưa này, nhất là những nơi đang có chiến tranh như Ukraine và bên Palestine. Đại cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng, lương cha chỉ đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lưu thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria. Yeah.